lấy 600 mình được. Hàng ngón lắm, hàng chục mà, chục mén luôn. Mất cái cô là mốc này, công phấn. Không mốc rồi. Mốc là một ánh đấy anh à. Mốc là một ánh đấy, con phấn chặt mà. Người ta lấy rồi. Mố, con mốc con nội dập mà chị. Tồi chị nè, mực nó đang mặc ngon, mặc câu chụp cười. Nướng thử con không? Dạ nữa. Nướng tại chỗ luôn. Nướng đâu cũng được, cứ nướng ăn thử ngon. Nướng ăn thử ngon. Người nói lên loại nhỏ lại to đây. Chỉ to. Chỉ to loại nhỏ lại to. Em là cái cục này kìa. Em có nhớ chưa anh mua của em bao nhiêu cân? Em có biết không nữa. Nhớ không? Có mua của em hết không? Em nhớ thì em nhớ nướng được không? Thở không? Thở hồn hền đấy. À, bọn em còn chụp cả ảnh của chị cơ mà. Chị ơi, bọn em còn chụp cả ảnh của chị không? Anh mua nhiều người để mua cho mình đi em. Có cả ảnh của chị. Em chụp cả ảnh chị thôi này. Chị có cần em mở ảnh không? Tôi em nướng cho. Đây, để anh nướng ở chỗ, lấy cô nướng ở chỗ. Cô đâu? Để cô đâu? Để em xem một chỗ ăn của anh. Anh cũng bè là cái mũ của em thôi, em còn chụp cả ảnh của chị luôn, chị có cần không? Còn hai con sau cùng. Chụp cả ảnh của chị luôn, chị có cần không? Kiếp đi, kiếp họ bài. À không phải đâu, chụp chị hôm trước mua cơ. Chị em chụp cả chị cơ. Bà chạy nướng bà có nhớ không? Chạy cơ nguyên em. Của chạy đi nướng. Để bọn em không thể nào bán được cái mực ở đây. Em lường lúc người ta 10 triệu mực. Con lại đi, rồi một đi. Đây đây, bây giờ cứ nướng một con mực ăn đi, cứ để im đây, cứ để im đây nướng một con mực cho. Không bán, tôi không biết gì hết. Cái bà này. Bác bà làm thế này nhá, là công an ra đi. Bọn công an bắt đi bắn mực luôn. Công an luôn đi. Chụp mặt rồi đấy. Bắn mực đều. Chạy hồn hồn. Chạy mọi người nhìn kìa, bắn mực đều chạy này. Đấy chạy nhá. Khi mà quay lại đoàn quay lại bắn nhá. Bây giờ nhá. Toàn bộ ở Lăng Cô này đây là bán mực rất là giả, là lừa khách hàng du lịch nhá. Đề nghị mọi người đi qua Lăng Cô này sẽ không bao giờ vào đây để mua mực nữa nhá. Bỏ cái mực chạy này. Đây này. Bỏ chạy này. Đây. Đấy mực đấy. Đi lấy côn thử nướng. Đây nướng rồi ăn không được đây. Đây mang ra nướng đây. Mực nướng rồi ăn không được mang trả lại đấy nhá. Mọi người để ý nhá. Đây mua hơn chục cân mực luôn mà bây giờ không ăn được miếng nào luôn. Mực nào ở đâu cũng như nhau hết, tất cả các bạn này đều như nhau hết. Xé ra chụp cho phốc lên cho ấy. Thôi. Quên mực tử tế thì phải chạy. Này, mực hai cho su luôn. Thì không có mực luôn, mực tử tế luôn, mực tử tế. Mực gì không biết, nhưng bây giờ nướng lên một con ăn ra ngoài kia ăn là không đứng ăn được. Đây làm sao mà phải bỏ chạy. Nếu mà bán mực chuẩn nào. Bán mực chuẩn của em sao mà chạy. Chạy trốn thì chỉ có lấy cồn. Nhưng mà nếu mà bán mực bình thường mà chuẩn, mực chuẩn tại sao mà chạy. Không phải giải thích với bọn này, nó như nhau cả. Con này cũng giống, con này giống nhau thì có gì phải giải thích. Như nhau hết. Bây giờ chị nướng ăn mực này ngon, tôi mua cho chị hết 1 triệu một cân. Chị ôm được không? Mang vào được. Cái này là hàng cũng được ngon nhưng mà hắn thế nào chị nướng được? Chị ăn không, mực chị mực ăn hết một con tôi cho chị 1 triệu. Mua thêm ngấm cao cùng nấu đây không? Mình biết ngay bỏ cả khay mực rồi chạy rồi. Bây giờ vứt mẹ đi nào, vứt đi, tí nữa các bà lại bán lại. Mình tịch thu cái này lại luôn. Được nay thì